Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây roi nữ hoa. Ở bên Godfrey thì dường như anh em nhận được 1-2 mảnh thôi. Thế mà cứ bảo mình làm về cây này, nhưng cái hạt mình nó không có add vào, nên mình phải đành qua CM Gina mới làm được. Rồi, thì nhà này cũng có này, đụng hàng rồi. Rồi, điều đấy không quan trọng. Điều quan trọng là hàng của mình là hàng chính hãng, hàng chất lượng cao, hàng được bảo hành 69,96 năm. Rồi, cái gì đấy, chém thường. Đây, lại roi nữ hoàng này. Bạn nghĩ gì? Bạn vào đây thì chắc chắn là ăn hình SML. Phải nói đùa thế thôi chứ ping mình nó rất là cao. Có biết dạo này mạng Việt Nam lại bị gì? Rồi, ăn của mình này. Cái này người ta gọi là ăn tất và ăn cả đất xung quanh ấy. Ăn một cách dã man và thô bạo, thô thiển. Đây rồi, ơn rồi, các bé đây rồi. Úi dồi, nhiều thế. Nhiều thế thì mình lại lòi mồm rồi. Lại đây, bố mày cần. Nghĩ gì rồi? Cái điểm mệnh chém xa ấy nhở. Đấy, cần được 10 mạng thôi. Nếu mà pha đấy mà không bị lag thì có khi lại ăn thêm được vài mạng. Ê, búa này rồi. Cái gì đấy? Người ta thì đi linh tinh thôi, loang quang thôi, cũng là một cái dạng mà đầu đường xó chợ, kiểu như là loang quang đi tìm hàng mà ngáo quá, thế người ta lại lao vào mồm mình thì mệnh. Đấy, lăng quăng mà đấm chít voi đấy. Đùa ấy. Đùa đấy. Đùa đấy. Đấy, có sai đâu. Mình phải chơi cẩn thận hơn mới được. Thế mèo nào tự dưng lại nhảy vào mồm nó thế kia. Bảo làm sao nó không chém được. Ơn rồi, thằng này thoát rồi. Mệnh. Hay lắm bạn ơi. Chơi mà cứ thoát thế kia. Vào ăn hình SML. Thế là thoát. Đấy, như kiểu là người ta vào test mà gặp pro thì kiểu gì cũng phải thoát thôi. Anh em hay à, hay nói như thế. Mình chỉ truyền đạt lại lời đấy thôi nha. Còn ai mà nghĩ mà không khả quan lắm thì có thể là lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây xem nào. Nghĩ gì? Cầm cái dao đấy mà chém như thần. Mình cứ tưởng là dao quán VIP cơ. Này thì thằng này nhây nha. Rồi đây. Hàng. Hàng đây rồi. Ôi, mình tính ăn cái thằng dao dài kia, thằng kiếm kỵ sĩ, mà cái thằng này nó nuốt rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng liếm thêm trận nữa. Ôi vãi cả hàng. Rồi sao lại 20 chết 3 này? Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cây roi nữ hoàng. Cây roi nữ hoàng này thì nó có nằm trong sẻ VIP. Khi mà chúng ta đổi qua đổi lại thì sẽ có. Úi dồi, cái gì đấy? Bay 75 tiết của mình rồi. Ây à, thiệt là khổ đi mớ. Chỉ có lao vào nghịch ngu với cận chiến thôi. Thiệt là khổ. Test cái chém thường thôi. Nãy hình như là mình chưa có chém thường phát nào nhỉ. Hư cấu. Mình thì mình dĩa sâu lắm. Ây da, làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Thôi xong rồi. Vai chém ạ. Thanh niên cầm kiếm kỵ sĩ ngồi trong đấy mà. Rõ ràng là đã nấp cái chỗ kính lắm rồi. Thế mèo vẫn bị quán VIP nó phát hiện. Rồi thôi xong rồi. Thôi xong. Ui. Vai thật. Thằng này lag rồi. Thế mèo tự dưng thấy nó ngoài kia mà chết thì nó lại gần thằng kia. Ấn không được. Ấn không được. Rồi xong rồi. Mình mới thay đổi cái cận chiến đặc biệt với lại chém thường ấy. Thì mệnh. Thế là ngáo hẳn luôn. Nó chém sấp mặt lờ. Gì đây? Rồi mình mới được 2 mạng thôi. Bọn kia là 5 mạng rồi. Nhanh quá. Nhanh quá cơ. Ô, pha đấy ảo lói. Thì mệnh không trúng kìa. Không trúng kìa. Hư cấu thật. Thật là hư cấu. Lại đây, không xối. Nắm đấm này. Ôi vãi cả hàng. Cây roi này nó chém sướng lắm anh em ạ. Tại vì cây roi này nó chém ngang mà, nên cái diện tích chém của nó rất là rộng. Đấy, khi mà các bạn biết chém một cái thôi thì nó bá lắm. Úi dồi, chém thường này. Bậy. Thì mình cứ cầm cái búa container. Búa container. Lại đây. Ôi vãi cả xoài, chém vào đầu thì không dính nữa. Thật là VL, chứ mạng cao quá đấy. Khi mà mạng ngon ngon một tí tầm 5x thôi.
Thôi ước thế thì ước hơi cao, ước tầm 6x là được rồi. Bình thường mình chơi chỉ có 5x, 4x thôi. Bây giờ mạng lên tới 100x rồi, chơi không quen. Anh em nào mà đã quen dần với lại cái mạng cao thì sẽ khác. Mình thì mình chả quen. Nãy giờ phải luyện tập nhiều lắm mới quen được cái mạng này. Vào nó sấp mặt thôi, cứ chém như kiểu là bình thường ấy. Đúng rồi, thế lại sấp mặt. May rồi mình làm quen kịp, chứ không thì khoái lắm. Cây này mà chém không biết đường thì đúng là sấp mặt. Tại vì nó chém biết được một cái là nó có cái phạm vi nó rất là rộng. Và chúng ta nắm bắt được cái phạm vi đấy thì nó rất là sướng. Rồi thằng kia yếu rồi, hai thằng đều yếu, nhưng mình ăn chỉ được một thằng thôi. Đây rồi, ơn rồi, hai bé rồi. Vai thật đi chứ, từ dưng thì lao đầu vào. Đấy, yếu rồi, thì bớt ra gió. Ôi vai cả hàng, vậy thì nhìn hay thế. Khôn đấy nhở, ăn gì mà khôn thế bạn ơi, ăn gì mà khôn đấy, nó đánh vào tâm lý ấy em ạ. Pha đấy mình cứ tưởng là nó yếu máu, nó không dám làm gì mình. Đấy, thế là mình sồn sồn lao vào. Thế là mình lại nằm xuống thôi, nó chơi đặc biệt mà. Mà sồn sồn lao vào thì người ta chém đặc biệt dễ sấp mặt mình. Đấy. Này thì ăn tao à. Cái mệnh pha đấy mình sồn sồn thôi. Nghĩ gì? Cái pha đấy mình thấy yếu máu, mình ham, mình lao vào, đâm đầu vào mình chết. Chứ còn... Bố mẹ sợ mày quá. Rồi thôi. Thôi xong rồi. Khoai lắm cơ. Ô, hư cấu thật đi chứ. Hư cấu thật. Ôi vãi cả hàng, chém hai thằng đều mất tiết. Nhưng không thằng nào nằm xuống hết, để thằng kia nuốt sạch. Gì đây? Bị chém yêu máu, cái thằng kia nó chém thường cái giết sạch luôn mà. Đờ mờ thằng kia. Á đủ. Hay thiên nhiên chim chuột gì đây? Lại chim chuột với nhau à? Rồi, mình thích phá đám lắm. Đúng rồi. Mình là con người rất thích phá đám. Lại đây, bố mày cần. Ô, hư cấu này. Này, yếu máu hết rồi. Còn thằng nữa. Hay lắm. Thật ra mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhá. Bye bye.